lời khai ban đầu của hai nghi phạm bắn nữ lao công ở Quảng Ngãi. Theo lời khai ban đầu, nghi phạm bắn hai nữ lao công là do bị nhắc nhở chạy xe nẹt bô. Xem clip. Ngày 6 tháng 10, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đang trong quá trình lấy lời khai hai nghi phạm bắn nữ lao công là Trần Viết Đông, 24 tuổi, xã Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, Quảng Nam và Nguyễn Đức Nga, 23 tuổi, xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, Quảng Nam. Thông tin ban đầu, Trần Viết Đông là người dùng súng hoa cải bắn 5 phát đạn vào đùi và chân chị Võ Thị Lưu, 42 tuổi, và chị Lê Thị Minh Khải, 35 tuổi. Nguyễn Đức Nga là người tham gia giúp sức thực hiện hành vi đánh hai lao công trên. Các nghi phạm khai, lúc 0 giờ, hai người này chạy trên đường Phạm Văn Đồng đến quán Dê Nhật đã nẹt bô gây ồn ào. Lúc này hai nữ công nhân môi trường có lên tiếng nhắc nhở. Đông và Khải quay lại chỉ hai người này rồi bỏ đi. Đông về phòng trọ tại thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, lấy súng qua cải. Đến 1 giờ sáng mùng 5 tháng 10, hai nghi phạm đều nhau quay lại tìm chị Lưu và chị Khải để trả thù. Gây án xong, Đông và Khải giấu súng tại phòng trọ rồi bỏ trốn. Ngay trong ngày mùng 5 tháng 10, hai nghi phạm di chuyển lên huyện miền núi Ba Tơ bằng xe máy. Đến xã Ba Tô, huyện Ba Tơ, hai nghi phạm ngủ trong rừng. Sáng mùng 6 tháng 10, cả hai dùng xe máy để di chuyển sang tỉnh Kon Tum thì bị công an bắt giữ.